xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, mạnh khỏe Và sau đây mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết của bản tử xỉu tháng 9 âm lịch năm 2020 Mời các bạn cùng theo dõi nhé Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Sửu, bản mệnh sẽ đối diện với nhiều thách thức và những điều mới mẻ trong cuộc sống, nhưng đừng vì thế mà bỏ quên nửa kia của mình. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Sửu, tháng này là một tháng có khá nhiều sự thay đổi và biến động đối với người tuổi Sửu, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn trên phương diện sự nghiệp do tác động của cục diện tương hình mà bạn sẽ phải chịu khá nhiều áp lực về mặt tinh thần có thể bạn sẽ được giao cho phụ trách những công việc khá trọng đại hoặc phải cáng đáng nhiều nhiệm vụ cùng một lúc vì thế mà bạn sẽ luôn ở vào trạng thái căng thẳng thậm chí là vất vả điều bạn cần phải nhớ lúc này là luôn giữ thái độ khiêm tốn biết lắng nghe không nên tự tin thái quá lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân kết quả là đẩy bản thân mình vào rắc rối trên phương diện sự nghiệp bạn cơ bản vẫn làm ăn khá tốt nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn có những mục tiêu rõ ràng và luôn chăm chỉ cần cù để hướng tới đích đến mà tự bản thân mình đã đặt ra tuy bạn vẫn sẽ vướng phải khó khăn đấy thế nhưng đó là những điều bất khả kháng bạn buộc phải vượt qua nếu muốn thành công sao tốt thiên đức cũng sẽ giúp đỡ bạn phần nào để bạn đạt tới thành công một cách nhẹ nhàng hơn Tuy nhiên, bạn lại cần phải lưu tâm nhiều hơn trên phương diện tình cảm. Tháng này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy không được bình yên như mong muốn. Có lẽ mỗi người đều đang theo đuổi một mục tiêu riêng nên không có thời gian để quan tâm hoặc thấu hiểu đối phương. Sự xa cách có thể là khởi đầu của những dạn nứt trong tình cảm. Bạn cần tìm cách khắc phục tình trạng này. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi sửu âm lịch sự nghiệp. Dưới tác động của cục diện tương hình, người tuổi Sửu luôn cảm thấy tự tin vào năng lực của mình. Sự tự tin ấy giúp bạn đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục những điều ấy. Tuy nhiên, lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của chính bản thân mình, chớ nên mơ ước quá viển vông mà tự tạo thành áp lực cho chính mình thời điểm này, bạn cần phải có cách cư xử cho hợp lý trong mỗi tình huống khác nhau, đừng quá thẳng thắn, thích gì nói nấy, thích gì làm nấy kẻo bạn sẽ vô ý làm mất lòng người khác mà chẳng hề nhận ra. Xem thêm, điều 12 con giáp cần chú ý trong giao tiếp. Khi đứng trước những sự lựa chọn, bạn cũng nên dành thêm thời gian để suy nghĩ cho kỹ càng, bởi đôi khi nhanh nhảu sẽ hỏng việc, không phải cứ ai hoàn thành công việc trước cũng là người đạt được kết quả cao trong công việc đâu song dưới sự nâng đỡ của nguyệt lệnh sự cố gắng của bạn ắt sẽ nhận được một kết quả xứng đáng hãy bắt tay vào công việc và hoàn thành công việc bằng chính công sức của mình thì dù có thành công hay thất bại bạn vẫn sẽ nhận được những bài học đáng giá và sự công nhận của mọi người khi vướng phải khó khăn bạn cũng không nhất thiết phải tự mình lặng thầm giải quyết bạn vẫn hoàn toàn có thể hỏi ý kiến của mọi người xung quanh và đặc biệt là những người giàu kinh nghiệm hơn mình để có được những gợi ý đáng giá. Sao tốt thiên đức cho thấy cứ bước những bước bình tĩnh và chắc chắn, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ nằm trong tay bạn. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Sửu không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại trong tháng 9 âm lịch này về cơ bản bạn vẫn có thể duy trì được những công việc tay trái từ trước đến nay và nhận được một khoản ổn định từ đó cuộc sống gia đình bạn tuy chưa có những bước phát triển quá lớn lao nhưng vẫn đang dần dần cải thiện nếu vẫn còn trẻ tuổi bạn không nên nản trí vì những cố gắng của mình chưa nhận được sự báo đáp ngay lập tức nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy đây là lúc bạn cần phải cần cù chăm chỉ và tập trung hơn vào những mục tiêu ở trước mắt quá trình làm việc hiện tại không chỉ là để kiếm tiền mà còn là để làm giàu cho bản thân để tương lai bạn có địa vị và kinh nghiệm đủ để nắm bắt những cơ hội khiến người khác ngưỡng mộ dưới sự phù trợ của thiên đức người làm công an lương có một tháng khá thuận lợi bạn có thể nhận được những nguồn thu từ những mối đầu tư trước đó Hãy bình tĩnh chờ đợi cơ hội đến với mình, chớ nên vội vàng tiến về phía trước mà không chịu để ý đến xung quanh, bởi như vậy thì rất có thể bạn sẽ vướng vào những rắc rối bất ngờ đấy. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch tình duyên. Theo tử vi, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu sẽ gặp phải nhiều vấn đề cần phải khắc phục trong tháng này có thể cả bạn và người ấy đều quá bận rộn với sự nghiệp của riêng mình nên chẳng còn sức mà quan tâm đến cuộc sống gia đình nữa bạn tưởng rằng quan hệ vợ chồng ai lo việc của người ấy là hài hòa nhưng trên thực tế tình cảm của hai người đang lạnh nhạt dần hãy thử tưởng tượng nếu vợ chồng cứ không quan tâm đến nhau không biết được những vấn đề mà đối phương đang gặp phải thì dần dần đôi bên sẽ không phải là người đáng tin tưởng nhất của nhau nữa hẳn là bạn cũng không muốn một đối tượng xa lạ sẽ trở thành điểm tựa tinh thần cho nửa kia của mình đâu đúng không vì vậy trước khi tình cảm dạn nứt dù có bận rộn đến mấy bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình đừng dùng bận rộn làm lý do bao biện để làm lơ những hiện thực đang xảy ra trước mắt đối với những người còn độc thân dường như bạn không thiết tha gì đối với chuyện yêu đương bạn vẫn là con giáp không thích ồn ào Lựa chọn sự nghiệp hay công việc là quyền của riêng bạn, nhưng dù sao thì bạn cũng nên mở lòng hơn trong các mối quan hệ với mọi người. Dù không tìm được người ưng ý, biết đâu bạn cũng sẽ tìm được người có suy nghĩ phù hợp với mình và đôi bên cùng nhau hợp tác phát triển. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch sức khỏe. Điều đáng mừng trong tháng này là sức khỏe của người tuổi Sửu khá ổn định, bạn gần như không mắc phải bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào dù công việc đôi khi khiến bạn cảm thấy căng thẳng nhưng chỉ cần nghỉ ngơi phù hợp thì không có gì đáng lo ngại thời điểm này bạn chủ yếu duy trì việc rèn luyện sức khỏe đều đặn không nên viện lý do để nghỉ ngơi ngồi yên một chỗ bạn có biết việc vận động thường xuyên cũng có tác dụng cải thiện tinh thần giúp bạn minh mẫn hơn trong giải quyết công việc không trong lĩnh vực ẩm thực bạn cũng nên hạn chế ăn một nhóm thực phẩm nào đó quá nhiều hãy có chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Cẩm nang vượng vận. 1. Kỳ sửu, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, hăng hái, nhiệt tình trong công việc, muốn thể hiện điểm mạnh của bản thân mình. Quý nhân, tỵ, dậu. Tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. 2. Tân sửu, thổ, nam vân hán, nữ la hầu khẩu quyết, đưa ra kế hoạch bám sát thực tế, không nên mơ mộng viển vông. Quý nhân, hợi, tí. Tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Ba, quý sửu, mộc, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, vợ chồng có nhiều ý kiến trái chiều với nhau, không nên hành động ích kỷ. Quý nhân, tí, tỵ Tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4 ất sửu kim nam mộc đức nữ thủy diệu khẩu quyết chú ý giữ gìn sức khỏe không nên chủ quan lơ là khi cơ thể chưa có dấu hiệu cảnh báo quý nhân mão hợi tiểu nhân dần thân màu sắc may mắn vàng kim trắng năm đinh sửu thủy nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết tài lộc ổn định cần tiếp tục cố gắng nếu muốn gặt hái thành quả quý nhân tý sửu tiểu nhân dậu ngọ màu sắc may mắn tím nâu cảm ơn các bạn đã xem video